Hello, xin chào các bạn và tất cả các em. Như các em đã biết thì thầy đã hết sức cùng với 2K xong rồi. Thì bây giờ là thầy sẽ lại hết sức cùng 2K rồi. Thì như các em đã yêu cầu thì các em kêu rằng là với thầy là một tuần livestream khá là ít. Thì thầy thấy là ít thật. Thì bây giờ thì thầy đã tăng lên cho chúng ta thành 2 buổi. Lịch ngày hôm nay là để tránh vân cúp các em. Vào năm thì thầy sẽ cố gắng xuống vào ban đêm nhé. Còn bây giờ thì chúng ta tránh vân cúp thì chúng ta phải chạy loạn trước. Thì thực ra thì như các em biết thì thầy cũng dạy org khá là đông, rất là nhiều các bạn lớp org theo thầy. Chính vì vậy nên là các cái buổi tối của thầy thì khá là kín, nên thầy này phải chọn cái bài này là bài live stream buổi trưa thì chúng ta cùng học. Thì thôi, chúng ta cố gắng khắc phục mọi khó khăn để chúng ta có thể bài học tốt nhất. Hơn nữa là các em biết rằng là những cái buổi live stream mà thầy chữa khá là chậm, bởi vì mục tiêu để cho tất cả các bạn cùng có thể học được. Thế nên là dù có chữa chậm một chút, các bạn giỏi giỏi và học một chút thì cũng cố gắng là khắc phục nhé, thấy chưa? Còn lại bạn nào muốn học nhanh thì có thể đăng ký khóa online, vì trong khóa online thì đầy đủ tất cả mọi bài mọi dạng rồi. Như đã hứa hẹn với các em thì trưa hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cái dạng cuối cùng trong những cái dạng dễ của ST, đó là buổi số 5, xây dựng công thức ST. Thì hôm nay là xong với ST rồi nhé, được chưa? Thì chúng ta sẽ còn một buổi về tổng hợp ST, thì sau này thì sẽ giải hướng dẫn sau. Còn bài thì chúng ta sẽ sang carbohydrates, được chưa? Vậy thì cái buổi livestream sắp tới chúng ta lại quay trở lại vào tối chủ nhật nhé các em nhé. Thì hôm nay là cái buổi livestream mà thầy chữa buổi số 5 về xây dựng công thức ST. Thì trong lúc mà chờ đợi các bạn thì chào Đậu Nhung, chờ đợi một chút thì các em nhanh tay xe về tường, xong rồi tác tất cả các bạn vào học, làm sao cho buổi trưa hôm nay livestream làm sao được tầm 200 bạn đi tối qua xem là ok rồi, thì thầy sẽ bắt đầu nhé. Biết là chắc là bây giờ các em cũng rảnh, chào Nguyễn Khắc Phong. Tối qua thì có bạn Tuấn Vũ, học sinh học offline, thầy đặt được phần thưởng của Astasi đấy. Không biết là hôm nay các bạn nào bóp thì thầy cũng đã giấu đi rồi. Và chúng ta trong lúc chờ đợi một chút thì chúng ta nghe nhạc, các em comment cho thầy xem là hình ảnh có nét không, cũng như là âm thanh có ổn không nhé. Em đợi một xíu à, thầy vừa đi dạy lớp off khá là mệt. Nay bài học chúng ta là buổi số 5, xây dựng công thức tổng quát của ST, xây dựng công thức phân tử hoặc xây dựng công thức cấu tạo của ST. Ok, các em có thể giúp thầy. Chào Đinh Thị Hoài My. Hoài My đỗ rồi thì học thêm làm gì nữa, vào đây. Hoài My giới thiệu, nhớ giới thiệu thầy đến các em 2K1 nhé, nhớ nhé. Nguyễn Khang, lịch từ live stream là chủ yếu là vào tối chủ nhật và chiều thứ hai nha em nhé, cố định luôn nhé. Hoạt động giữa trưa, đúng rồi, thầy giáo quốc dân, thấy chưa? Các em nhanh tay xe lại về tường nhé. Các em nhanh tay giúp thầy xe lại về tường. Chúng ta đợi đến khoảng độ được tầm 200 bạn thì ta bắt đầu học, được chưa? Buổi tối hôm qua xe kém quá, được mãi mới chưa được 500 xe, đúng không? Chúng ta phải cố gắng. Đó. Ok. Chào Đỗ Thị Như Ý. Chào tất cả các em. Các em giúp thầy xem video live stream này vào trong các nhóm mới. Xem vào trong các nhóm. Không rời được đâu em ạ. Cảm ơn My. My ơi, chỉ những đứa nào học thầy thì mới biết được là thầy dạy hay thôi. Còn là những đứa nó không học nó vẫn không biết đâu. Nên là phải nhờ toàn bộ team 2000 giới thiệu thầy đến với các em nhé. Chào Thái Hữu Thành. Chào Lương Thu Phương. Có nút xe mà em. Em thoát ra xong em vào lại thì em đã thấy nút xe luôn. Thấy chưa? Xe về tường nó rất là tốt. Thứ nhất là để cho các bạn cùng nhìn thấy thầy. Thứ hai là các em sẽ có những bạn học cùng thầy. Được chưa? Thì như vậy thì các em sẽ giỏi hơn. Thế chờ đợi thầy một tí xíu của thầy. Bật chúng ta bài nhạc. Đấy. Đang nghe bài nhạc này. Vừa nghe trong lúc mà chờ đợi thầy xe mấy cái trang này lên trên cái fanpage cũng như ở trong các nhóm nha. Các em giúp thầy xe bài của thầy vào trong các nhóm này. Thầy chưa có thời gian check tin nhắn đâu Thúy ạ. Thầy bận quá. Các em giúp thầy xe vào trong nhóm mà cũng xem lên tường nhá. Lấy số nào chị đã làm. Những cách đấy là những cách làm bình thường. Đây là những cách làm mẹo. Thì thầy là dạy. Chào Lương Như Phương. À, các em comment lại mail chắc có thể gửi lại tờ bài tập nhé. Mail tối hôm qua comment thầy còn chưa lọc được đấy. Thề luôn tại vì thầy bận quá.
Thầy thường hay live vào chủ nhật tối 20 giờ và trưa thứ hai 11 giờ. Được chưa? Các em nhớ lưu về tường, nhớ cái lịch live cho mình thầy. Một tuần thì cố gắng lắm live stream cho nó 2 buổi. Cực kỳ cố gắng luôn. Nhưng mà nghe vẻ các bạn ít theo dõi rồi, khả năng cao buổi trưa này. Các bạn đi chơi hết rồi. Đúng không? Đi chơi hết rồi thì khó live lắm. Được chưa? Em comment lại mail để thầy gửi file bài tập nhá. Còn lại cái file tối qua thì tí nữa thầy mới gửi cho các em. Rồi. Ok. Mãi mới lên được 93. 90. Thôi có lẽ thì phải sửa thành lên được 100 bạn để bắt đầu live stream vậy. Đợi lâu quá. Đúng không? Hôm nay xe hơi đuối. Cố em cố gắng xe và tắt các bạn đây mà. Vừa xe vừa tắt các bạn đem vào đây để chúng ta cùng có thể học được tốt hơn nhá. Ok. Chín tư. Mãi. Gồng nó lên kìa. Gồng tim không tí đi ăn cơm. Các em đói chưa? Thầy cũng đói lắm rồi nhưng mà thầy vẫn phải cố gắng để mà live stream của các em. Ok. 103 rồi. 102. Rồi ok. Thế vậy bây giờ chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay chúng ta nhá. Bài học ngày hôm nay mang tên là xây dựng công thức của ST. Được chưa? Đấy, thế bây giờ chúng ta bắt đầu. Vẫn là như trò chơi cũ nhá, thì như thầy nhắc trước thì là buổi tối như buổi tối hôm qua thì một bạn đã đặt phần thưởng rồi, thì boss của tối hôm nay, boss của trưa hôm nay cũng là câu cuối cùng. Câu cuối cùng này các em chưa biết được đáp án, chưa biết được đề. Đấy chứ, nó rất là công bằng cho tất cả các bạn. Để giải phóng hóa một ST no đơn chức, chúng ta chú ý ST no đơn chức. Với ST no đơn chức của chúng ta công thức sẽ là CN H2N O2. Khối lượng của nó bằng 17,4. Cần dùng. Chú ý đây là từ cần dùng. NaOH. Số mol bằng 0,5 nhân 0,3 bằng 0,15. Vậy ta có Joy này là ST no đơn chức em nhé, nên số mol ST chính bằng số mol NaOH hay tỷ lệ là 1:1. Chúng ta cần chú ý này. Cứ ST lưu ý nha, lưu về tường cho nhớ này. ST no đơn. Cứ ST no đơn. Chào Vũ Thị Tô Uyên. Thì ta luôn luôn có thứ nhất là công thức là CN H2NO2. Thứ hai là luôn luôn có số mol NaOH trừ bằng số mol NaOH. Hai thằng đều là phản ứng nha. Không quên cái phản ứng là họ. Đấy chưa? Thế vậy hoàn toàn ta suy được số mol NaOH bằng 0,15. Biết được khối lượng này, thầy giải rất là chậm. Biết được số mol này, hoàn toàn là tìm được phân tử khối. Vậy thì có CN H2N O2 có phân tử khối bằng 17,4 chia cho 0,15. Suy ra carbon là 12, 12 nhân N bằng 12N. Cộng hydro là 1, 1 nhân 2N bằng cộng 2N. Oxy 16, 16 nhân 2 bằng 32 thì bằng 17,4 chia 0,15. 116. Đến đây hoàn toàn em tìm được N bằng 116 trừ đi 32 chia 14 bằng 6. N bằng 6 với ST ta là C6H12. Đáp án đúng đáp án A. Rất là dễ các em nhé. Cực kỳ dễ. Để cho những bạn nào mà nghe nhanh quá, nhưng mà cái này thấy rằng nó cực kỳ chậm. Bạn nào muốn hiểu sâu hơn thì về nhà nhớ nó xem lại về tường, xong rồi tí nữa xem lại nhé. Được chưa? Hoặc xem trên YouTube của thầy. Chúng ta sang tiếp tục câu tiếp theo, câu số 82. Các em nhớ là theo dõi các buổi live stream liên tục, không được bỏ lỡ buổi nào. 82. Cho 6 gram một ST của axit carboxylic no đơn chức. 6 gram này. 6 gram một ST của axit carboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức. Chúng ta chú ý này. Axit carboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức này kết hợp với nhau để tạo thành chắc chắn là ST no đơn. Em phải lưu ý cái lưu ý này.
Thế vậy thì extend order này sẽ có công thức tổng quát là CnH2NO2, khối lượng nó bằng 6g. Phản ứng vừa hết, cụm từ vừa hết, với 100ml dung dịch NaOH, vậy ta tìm được số mol NaOH bằng 100, 0,1 nhân 1 bằng 0,1 mol. Và tương tự ta có này, với extend order như vừa nãy thì chứng minh thì số mol NaOH thì luôn luôn bằng số mol extend 0,1. Bây giờ ta làm nhanh hơn, ta sẽ có 12N cộng 2N là 14N, cộng oxy là 16 nhân 2 là 32, thì bằng khối lượng là 6 chia 0,1. Hoàn toàn đến đây em tìm được N bằng, thầy kéo đây xuống rồi mà, N bằng 2. N bằng 2 vậy chắc chắn este công thức là C2H4O2. C2H4O2 vậy thì chỉ có một công thức của este duy nhất, HCOOCH3. Các em nhớ nha, cứ C2H4O2 thì chỉ có một công thức este duy nhất, HCOOCH3. Mà tên nó là gì nhỉ? Mê tín format. Thế thì bạn nào mà không biết cách gọi tên ấy thì cũng phải ngay lập tức lên trên Minh Merlin YouTube để xem lại cái video mà thầy hướng dẫn cách gọi tên nhá, của este nhá, rất quan trọng đấy. Chuẩn bị đi học mất rồi, đúng không? 2K mà thi xong 2K1 chuẩn bị đi học rồi. Thì đây là cái chuỗi mà live stream của thầy trong 5 buổi này sẽ giúp em đứng top 1 của lớp khi mà đi học ở trên trường, bắt đầu các buổi học trên trường. Nên nhớ là theo dõi. Những bạn nào hôm nay mới theo dõi thì có thể theo dõi lại các video live stream buổi 1, buổi 2, buổi 3, buổi 4 của thầy. Được chưa? Chúng ta tiếp tục nhá. Sang câu 83. Thủy phân hoàn toàn 11,44g esteno đơn trước mạch hở x. Lại là esteno đơn trước mạch hở x. Với công thức tổng quát lại là CnH2NO2, khối lượng 11,44g. Cần dùng, cần có nghĩa là vừa đủ đấy. NaOH, số mol NaOH bằng 0,1 nhân 1,3 bằng 0,13. Và hoàn toàn thì lại suy ngược lại được số mol este bằng 0,13. Và đến đây thì có tương tự 14N cộng 32 bằng 11,44 chia 0,13. Đến đây thì bấm máy tính tìm được nào. 11,44 chia 0,13 bằng trừ 32 bằng chia 14 bằng 4. Vậy suy ra này là C4H8O2. Tiếp tục này. Nhưng mà đề bài yêu cầu chúng ta là xác định tên gọi các em ạ. Thế thì thu được 5,98g ancol Y. Vậy Y là ancol rồi. Mặt khác, esteno đơn chức thì ancol này ancol đơn chức. Ancol đơn chức thì việc viết dễ dàng là ROH. Và số mol ancol chắc chắn cũng sẽ bằng 0,13. Mà khối lượng của ancol bằng 5,98. Vậy đến đây ta lại có phân tử khối của ROH sẽ bằng 5,98 chia 0,13. Các em chú ý chuẩn bị đến một chiều kinh điển của thầy mà thầy share cho các em. Suy ra R bằng 5,98 chia 0,13 trừ đi 17, 29. 29 thì chắc chắn nó là gì? C2H5OH. Vậy chắc chắn este chúng ta sẽ có dạng là gì nhỉ? COOC2H5. Tổng số người từ carbon là 4. 1, 2, 3, 3 carbon rồi. Và anh này chỉ còn là CH3COOC2H5. Tên gọi etin acetat. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Etin acetat. Đấy, giải rất là chậm. Các em chú ý rằng là trong lúc mà vừa mới học nhá, vừa mới làm này, thì em nhớ rằng là comment lại đáp án để so sánh xem mình làm có đúng hay không. Được chưa? Cái buổi học trưa hôm nay anh mãi mới lên được có 109 bạn xem lượt xe nào. Hình như hôm nay đội này xe hơi bị yếu, đuối đuối. Bởi vì thầy nhớ rằng là buổi trưa này chúng ta online khá là đông, đúng không? Nào các em nhanh tay xe lại về tường để mà chia sẻ được cái việc mà thầy dạy tốt cho đến các bạn. Nhưng mà các em nhớ rằng là nhớ bảo với các bạn là đã học hóa thì nên học hóa thầy Minh nhá. Học hóa theo cách thông minh nhất. Câu 84 nào. Este công thức phân tử là C4H8O2. C4H8O2. Thủy phân trong dung dịch NaOH tác dụng với NaOH. Thu được hai hợp chất hữu cơ Y và Z. Y và Z. Trong đó Di so hiđro thì bằng 16. Suy ra tương đương với phân tử khối của Y chia phân tử khối của hiđro thì bằng 16. Từ đó ta suy ra được phân tử khối của Y bằng 32. Thế ta cần lưu ý này.
Y và Z có rất nhiều khả năng. Nhưng mà trong đó thì hoặc là ancol, hoặc là axit muối. Thế là chú ý là phân tử khối của Y bằng 32. Mà muối nhỏ nhất là muối HCOONa. Anh này tận bằng 68 cơ. Vậy chắc chắn Y chúng ta phải là ancol. Y bắt buộc là ancol. Vậy Y sẽ có dạng là ROH. Được chưa? Vậy Y là ancol và ROH thì hoàn toàn đã tìm ra được R, R phải OH. Vậy hoàn toàn đã tìm ra được R phải bằng bao nhiêu? 32 trừ 17 bằng 15. Hay nói khác, ancol Y là CH3OH. Ancol Y là CH3OH rồi. Vậy chắc chắn este chúng ta sẽ có dạng là đuôi OCH3. Đây là OC37 vứt này, OC25 vứt này, OC35 vứt này, OCH3 lấy này. Người ta mà đúng đắn chúng ta làm gì? Làm rất là nhanh nhé các em. Đấy, thầy chữa cực kỳ chậm. Nên các em cần chú ý theo dõi để học. Nhớ chưa? Những cái bài này bài học thì chậm, và lúc này những cái bạn mà mất gốc môn hóa ấy, thì đều có thể lấy lại được gốc. Được chưa? Đấy, các em cần chú ý nhá. Câu 85. Câu 85 là một câu khá là hay, khá là thú vị. Nào, cảm ơn cô Liên. Cô Liên có comment là cô Liên thấy thầy Vinh dạy cũng muốn học hóa luôn rồi, ngay qua đi. Rất là cảm ơn cô Liên. Những bạn nào mà có thể giới thiệu cho tất cả các em học ban C, ban C nhé, C01 và C03, để mà có thể đăng ký học cô Liên, một cô giáo dạy địa lý rất là tốt ở bên trung tâm Five Star. Được chưa các em? Nhớ nha. Chúng ta tiếp tục. Chúng ta tiếp tục nào. Câu 85 này. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol este cần 0,9 mol oxy. Thế thì este này chưa biết là gì cả. Thế lúc này các em phải dùng một chiêu tàn độc để chiêu nhìn đáp án ta có. Nhìn đáp án ta có này, IA này, C3602, IB C4H8O2, IG C5H10O2 này. Vậy điều này chứng tỏ rằng là ba thằng này là este no đơn hả? Còn một thằng này là este không no đơn hả? Vậy ta sẽ có đi giải theo trường hợp 1 là coi là este no đơn hả? Thế rất đơn giản thôi. Thế nếu mà nó mà vào este không no, nếu mà cả ba thằng này mà sai thì chắc chắn sẽ đúng. Đúng không? Este no đơn hả? Trường hợp 1. Công thức tổng quát sẽ là CnH2nO2. Tác dụng oxy cháy để thu được NCO2 cộng N nước. Cân bằng hệ số oxy sẽ là 3N trừ 2 chia 2. Số mol este 0,2 mol. Số mol oxy 0,9 mol. Vậy đây ta sử dụng đường chéo. Chúng ta cứ làm chậm chậm thì chúng ta sẽ giỏi. Vậy hoàn toàn ta sẽ sử dụng đường chéo thì ta sẽ tìm ra được là 0,9 thì bằng 0,2 nhân 3N trừ 2 chia 2. Vậy hoàn toàn đây ta tìm được N bằng xem nào, 0,2 chia 2 bằng 0,1, 0,9 chia 0,1 bằng 9, 9 cộng 2 bằng chia 3 bằng 3,66. Suy ra loại. Loại đúng không? Thế thì chắc chắn là không thể este non nữa được. Loại A, loại B, loại D. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án C. Rất nhẹ nhàng và tình cảm chúng ta đã chọn là đáp án C kìa. Rất là dễ nha. Chúng ta sang câu 86. Kết từ comment đáp án câu 86 rồi. À, bot của chúng ta ngày hôm nay là câu bao nhiêu nhỉ? Câu 100 các em ạ. Bot của chúng ta ngày hôm nay câu 100. Được chưa? Khá nhiều bạn comment bảo là thầy gửi cho link buổi live stream buổi 1, buổi 2, buổi 3. Được chưa? Thế các em cần chú ý một chút rằng là cứ bình tĩnh rồi chúng ta sẽ có hết nhá. Em những bạn nào đợi thầy gửi mail thì có thể là mail nó còn bị vào bộ phận lọc nó cơ, nên các em có thể là tự động lên trên YouTube để search trên Minh Mielin đi. Thì là nhìn thấy thầy ngay. Được chưa? Các em học được luôn. Câu 86 nào. Chưa nhìn thấy bạn nào comment đáp án cả. Chưa nhìn thấy bạn nào comment đáp án cả. Lịch live stream á. Lịch live stream cố định là vào tối chủ nhật. Nhá các em nhá. Oh no. Pin của thầy thông báo là yếu pin rồi các em ạ. Chết dở. Tại sao lại yếu pin vào cái giờ phút quan trọng như thế này? Các em đợi thầy một xíu để thầy. Trong lúc chờ đợi thầy. Để thầy cắm sạc. Trong lúc chờ đợi thầy thì xe lại về tường nhá.
Thực ra thì thầy lịch live stream cố định sẽ là vào 2 hôm trên một tuần, chắc chắn là vào tối chủ nhật. Và bây giờ thì thầy tăng thêm cho chúng ta vào buổi trưa thứ hai nữa, được chưa? Chứ với tình hình 2K thi đề khó này thì chắc chắn đề thi của 2K1 còn khó hơn. Và em biết là thầy có khả năng dự đoán này rất kinh khủng. Câu 86, mỗi F te đơn chức, chú ý là đơn chức nhé, thì khối soi hero là 51, vậy ta có là DX soi hero bằng 51, vậy suy ra phân tử khối của X làm luôn nhỉ, bằng 51 nhân 2 bằng 102. Vậy STX thì thầy ký hiệu nó là R COO R phải. Ta tìm được số mol luôn, 20,4 chia cho 0,2 thì bằng 0,2 mol. Tác dụng với dung dịch nào á? Số mol nào á? Bằng 1 nhân với 0,27 thì bằng 0,27. Lưu ý nha, cực kỳ lưu ý nha. Nhìn ra này, chắc chắn STX hết và nào á dư. Vậy chất rắn chúng ta chắc chắn gồm RCONA và lưu ý có NaOHG. Số mol tính theo chất hết, ST này 0,2, vậy chắc chắn muối là 0,2. NaOHG là 0,27 trừ đi 0,2 thì còn 0,07. Vậy khối lượng chất rắn này bằng 19,2 gam. Hoàn toàn đến đây ta sẽ có 0,2 nhân với R cộng với 44 này cộng 23 này bằng 67 cộng với 0,07 nhân 40 thì bằng 19,2. Nên hoàn toàn đây tôi tìm được R bằng, bấm máy tính một chút, 19,2 trừ 0,07 nhân 40 chia 0,2 trừ đi 67 bằng 15. R bằng 15 ta biết thừa nó là gì? CH3. Vậy chắc chắn ST chúng ta, X chúng ta sẽ có dạng là CH3 COO R. Và nhìn đáp án, CH7CO loại, CH5CO loại, CH3CO, HCO loại, đáp án đúng đáp án C, đỡ phải tính toán tiếp. Đúng chưa? Đôi khi học thì phải hiểu bản chất, nhưng làm thì ta cần phải làm tốc độ nhanh nhất. Trần Bích Ngọc đã 87C rồi này, nhanh thế, rồi các em làm rất là tốt. Chú ý rằng là nhớ theo dõi thầy liên tục. Và tất cả các bạn này mà muốn không bỏ lỡ bất kỳ một video live stream nào của thầy thì nhớ là đặt chế độ xem trước với thầy, được chưa? Mặc định để chế độ xem trước thì sẽ không bao giờ sót. Và hơn nữa là phải tương tác thật cao, có nghĩa là like bất kỳ một tút nào thầy đăng lên, cũng như là bất kỳ một cái gì đó thầy đăng lên là phải like trong xe. Thì như vậy thì tương tác mới cao, để lúc mà thầy live stream ấy, thì các em mới nhận được thông báo là thầy live stream. Chứ nếu không, bình thường nhiều bạn cứ kêu là không nhận được thông báo live stream, tại vì bình thường em có tương tác với thầy đâu mà có được thông báo live stream, đúng chưa? Một ST đơn chức X, lại đơn chức X này, thì khối X so oxy bằng 3,125. Ta có này, DX so oxy bằng 3,125. Vậy ta lại tìm được phân tử khối của X lúc này bằng 100. Đơn chức X về thầy ký hiệu nó là R COO R phải. Ta tìm được số mol 20 chia 100 bằng 0,2. Tác dụng với NaOH, số mol bằng 0,3. Vậy ta thu được anh này là R CONA, chắc chắn số mol là 0,2 rồi. Ta lưu ý rằng là còn anh nào dư? NaOH dư đúng không em? 0,3 trừ 0,2 bằng 0,1. Vậy chỗ này thầy thu được là gì? 23,2 gam bạc rắn. Vậy tương tự như bên trên thì sẽ tìm được cái R. Nhưng bây giờ thầy dạy chúng ta cách bấm máy tính. Chú ý nha, bấm máy tính mới nhanh được chứ ghi này lâu lắm. Tất cả các em cùng chú ý cách thì bấm máy tính và có thể lôi máy tính ra cùng bấm cùng thầy. Nhìn nhá, ta tư duy này, cộng hai này vào thành thằng này đúng không? 23,2 này, đầu tiên trừ này, 0,1 nhân 40. Được chưa? Bằng cái này, 19,2 này, chia cho 0,2 này, ra phần thử cái này, 96 này, cụm này cụm 67, trừ đi 67, bằng này, 29. Vậy R ta bằng 29. Sau này các em cứ bấm vậy nhé. R bằng 29 chỉ có thể là C2H5. Đúng chưa? Người ta là CH5 COO NA. Mình nhìn đáp án ta lại có CH3CO loại, CH3CO loại, HCO loại. Đáp án đúng ta chỉ có thể là C. Được chưa? Rất là nhanh các em nhé, cực kỳ nhanh luôn. Và tiếp tục sang câu tiếp theo.
câu số 88. Câu số 88. Thủy Vân hoàn toàn 3,08 gram một ST đơn chức, lại đơn chức trong 100ml dung dịch nào mát. Vậy ST đơn chức thì ký hiệu là RCOO R phải, khối lượng 3,08. Trong dịch nào mát, số mol nào mát ban đầu để bài cho chúng ta bằng 0,05 mol. Và để trung hòa lượng nào mát dư, vậy lại có nào mát dư là nào mát sau phản ứng, thì cần HCl, số mol HCl bằng 0,015. Vậy điều này chứng tỏ số mol NaOH dư cũng bằng 0,015. Đến đây ta suy được số mol NaOH phản ứng 0,05 trừ 0,015 bằng 0,035. Công thức phân tử của A. Vậy hoàn toàn đã nhìn thấy, do là số mol phản ứng là 0,035 nên chắc chắn số mol ST phản ứng cũng bằng 0,035 do ST đơn chức. Lúc này ta phải nhìn đáp án, ta có A, B, C, D, tất cả đều là ST no đơn. Nên ta có công thức phân tử là CnH2nO2. Phân tử khối bằng 3,08 chia cho 0,035. Hoàn toàn đến đây ta tìm được nào bằng 3,08 này chia 0,035 này được bao nhiêu này, trừ đi 32 này được bao nhiêu, chia cho 14 này. À vậy N bằng 4. N bốn lại suy ra này sẽ có công thức là C4H8O2. Và với công thức là C4H8O2 thì chắc chắn là bốn carbon là ta không thể xác định được đầu R là đầu như thế nào. Với đáp án đúng là A cũng được, B cũng được, C cũng được. Đáp án đúng chúng ta đáp án D, A, B, C đều đúng. Đây chưa? Vậy 88 chúng ta phải đáp án D các em nhá. Thầy thấy nhiều bạn comment đáp án C là sai đấy. Được chưa? Các em nhanh tay xe lại về tường nhá. Nghĩ tác tất cả các bạn trong video livestream này để chúng ta cùng có thể học được. Được chưa? Chúng ta sang câu 89 rồi và ta còn 11 câu nữa. Chuẩn bị đến bot rồi. Được chưa? Bot, chúng ta cùng săn bot. Bot sẽ thuộc về bạn nào mà làm nhanh nhất, chính xác nhất và share lại video livestream này về tường thì sẽ nhận được thưởng là khóa học online iStacy trị giá 500.000 của thầy Minh Nghĩa Linh. Khóa học cực kỳ chất mà các anh chị 2K đã học và đạt được điểm rất là cao và cực kỳ tự tin trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, đúng không? À, thế vậy bây giờ chúng ta làm tiếp tục đi. Nào, các em comment cho thầy đáp án câu 89 nhá nào. Giờ comment chậm thế, hay đuối rồi, đói rồi. Thầy nghi nhiều bạn khéo đói, đúng không? Các em đói 1, thầy đói 10 và thầy còn cố gắng để mà dạy cho các em thì có gì đâu mà, đúng không? Alo, alo, alo. Comment đáp án thầy xem nào. Câu 89 đáp án gì các em ơi? Câu 89 đáp án gì nhỉ? Đang chờ đợi chưa nào. 89 đáp án gì? B, Nguyễn Công Thành. Ta tiếp tục nhé. 12,9 gram một ST đơn chức mạch hở, chú ý cụm từ tác dụng vừa đủ với 150ml dung dịch cao hoạt. Vậy này, lúc này ta phải nhìn đáp án là có A, B, C. Tất cả của chúng ta đều là ST một đôi CC đơn, đúng không? Vậy công thức tổng quát của ST đơn chức này sẽ là CnH2n trừ 2O2, khối lượng bằng 12,9, tác dụng vừa đủ dung dịch cao hát, số mol cao hát ta bằng 1 nhưng 0,15 bằng 0,15. Bởi vì là vừa đủ nên suy ra số mol ST bằng 0,15. Vậy ngay tức xuống dưới này thì đã suy ra được luôn 14N trừ 2 cộng 32 bằng 12,9 chia 0,15. Vậy ta tìm được N bằng 12,9 chia 0,15 bằng trừ đi 30 bằng 12,9 chia 0,15 bằng trừ đi 30 bằng chia 14 bằng 4. Vậy có 4 người tử carbon. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, không lại là thằng nào. Tác dụng cao á, xong phải đứng thu được 14,7 gam muối. Muối chúng ta chắc chắn là RCOOK, khối lượng bằng 14,7. Và tại vì lưu ý hơn là số mol bằng nhau 0,15.
Với hoàn toàn ta tìm được là R cộng với COO là 44. Chú ý nhiều bạn nhầm chỗ này là kali nhé. Kali là 39. Đừng có ghi là natri là 23. Làm quen là chết. Bằng 14,7 chia 0,15. Đến nên tìm được R bằng 14,7 chia 0,15 bằng trừ đi 39 trừ đi 44 bằng 15. R bằng 15 thì chắc chắn nó là gì? CH3. Vậy lại CH3. Vậy là đầu CH3 COO. HCO loại. HCO loại. Cái đáp án đúng đáp án B vỏ CH3 COO. Em nhớ nha. Nguyên làm được đến câu 90 này. 90 nào. Một ST X đơn chức có thành phần khối lượng là MC chia MO bằng 9/8. Công thức phần tử nào cho đây phù hợp? Và lưu ý. ST đơn chức thì ta ký hiệu là CXHIO2. Đúng chưa? MC chia MO bằng 9/8. Vậy ta có X chia 2 bằng MC chia cho 12 MO chia cho 16. Vậy thì coi MC là 9 thì bằng 9 chia 12 chia 8 chia 16. Vậy 9 chia 12 thì bằng 0,75. 8 chia 16 bằng 0,5. Mà để có 2 thì anh này phải nhân lên với 4. Vậy là bằng 2. 0,75 nhân 4 thì bằng 3. Vậy ta có x chia 2 bằng 3 chia 2. Vậy suy ra x bằng 3. X bằng 3 vì thế ta nhìn này. 3 này, 2 này. 3, 2 này. 3, 2 thỏa mãn hết. Vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án D. A, B, C đều đúng. Các bạn vào sau nhớ là xem lại video về tường. Để mà tí nữa các em có thể xem lại từ đầu các video mà thầy chữa. Đấy chưa? Những bạn nào mà chưa có link PDF của đề này thì các em có thể comment lại mail để thầy gửi. Những bạn mà tối hôm qua đã học và comment mail thì thầy chưa có thể gửi được lại mail cho các em, thì tí nữa thầy sẽ gửi một thẻ luôn nhá. Và sang câu tiếp theo, câu số 91, câu khá là hay. Cho 13,2 gram este đơn chức no. No đơn chức. Vậy este ta sẽ có dạng là CnH2NO2. Khối lượng bằng 13,2. Tác dụng hết dung dịch nào á? Tối hôm qua thầy mới nhận được một tin nhắn của bạn bảo là sau khi xem video tìm đồng phân của thầy thì bạn lại tìm không sai vào cái đồng phân nào nữa. Rất là tốt các em ạ. Thu được muối chúng ta sẽ có là RCONA. Cũng bằng 12,3. Số mol là 0,15. Thế vậy bây giờ ta sẽ có này. Do đây là tác dụng hết nên số mol nào mất cũng chính bằng số mol este. Vậy đây thì tìm được 14N cộng 32 bằng 13,2 chia 0,15. Suy ra N bằng trừ 32 chia 14 bằng 4. N bằng 4. Suy ra này là C4H8O2. Và với là C4H8O2 thì loại ngay đi nha. Đúng chưa? Loại tiếp đi C. Và loại tiếp đi 1, 2, 3, D. C4H8O2 thì chỉ có anh nào thôi. CH3, CO, CH5, B. Rất dễ đúng không em? 92. Ok, em làm nhanh thế. Đợi thầy với. Giờ mới sang được câu 92. Một STX tác dụng với NaOH cho khối lượng muối. Chúng ta nhìn nhé, STX này đều có dạng là ST đơn chức. Vậy nó đều có dạng RCOOR. Tác dụng với NaOH thì chóng nó sẽ tạo thành RCOONa. Khối lượng muối của chúng ta lớn hơn khối lượng ST. Vậy đặt số mol. Vậy có nghĩa rằng là cụm này, cụm này giống nhau, hay nói khác R phẩy nhỏ hơn natri, mà natri bằng 23, tương đương với R phẩy nhỏ hơn 23. R phẩy nhỏ hơn 23 thì chỉ có thể là CH3, bởi vì CH3 bằng 15. Còn ví dụ như là CH3 bằng 27, CH5 bằng 29, lớn hơn 23 rồi, nên chỉ có như này thôi. Vậy sau này chúng ta cứ gặp SX mà tác dụng với nào mắt khối lượng muối lớn hơn khối lượng este phản ứng, tương đương đấy, nó có dạng RCOOCH3. Vậy ta nhìn này, OCH3, OCH3, OCH3. Vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án D. Tất cả đều đúng. Tiếp tục sang câu tiếp theo. Câu số 93. Cố lên các em ơi. Chúng ta còn 7 câu nữa để đến câu bot của tối hôm nay, câu số 100. Để được nhận phần thưởng là quả iStar C trị giá 500.000 để cho bạn may mắn nhất và trả lời nhanh nhất. Nhớ là bot này thì chưa đăng ở đâu cả, được chưa? Dĩ nhiên là hay mà em,
đề của thầy cực kỳ hay luôn, cực kỳ chất, và em học được chắc chắn điểm em sẽ cực kỳ cao. Những bạn nào mà nghe chưa kịp hiểu thì có thể share lại về tường và chia sẻ lại cho các bạn nữa, để mà chúng ta có thể học lại vào những buổi sau, xem liên tục đến lúc mà học lại ST trên trường, bật lại xem lại, đỡ đi hỏi bài mọi người, đúng không? Sang câu 93 nhá. Tốt chất an toàn một STX thu được khí carbonic, ta tìm được số mol carbonic này, 2.64 chia 44 bằng 0.06 mol, 1.08 mol nước chia 18 bằng cũng bằng 0.06 mol. Mình thấy số mol nước bằng số mol CO2, vậy chắc chắn ST này chúng ta là ST no đơn hả? Vậy công thức phân tử của ST là CN H2NO2. Khối lượng ST ta bằng 1.48 cộng oxy, thì ra là khối lượng khí CO2 bằng 2.64 cộng với là khối lượng của nước bằng 1.08, số mol carbonic bằng 0.06, số mol nước bằng 0.06. Vậy hoàn toàn ta có bảo toàn khối lượng, ta tìm được khối lượng của oxy. Em nhìn thầy việc bấm máy tính nhá. Khối lượng oxy bằng này, 2.64 cộng 1.08 trừ đi 1.48 được bao nhiêu chia cho 32, ra số mol oxy 0.07 mol. Thế tiếp tục bây giờ ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy, tìm số mol ST nhé. Các em nhìn thấy bấm máy tính này, 0.06 nhân 1, 0.06 nhân 1 cộng 0.06 nhân 2, có 2 oxy mà, trừ bên này sang bên này trừ 0.07 nhân 2 bằng 0.04. Ở đây có số 2 nên phải chia cho 2, vậy bằng 0.02. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được số nguyên tử carbon bằng 0.06 chia 0.02 thì bằng 3. Vậy suy ra ST là C3H6O2 đã. Tiếp tục, cho ST này tác dụng với NaOH thì thu được muối chúng ta là RCONa. Anh này phân tử khối bằng 74, khối lượng phân tử của anh này bằng 34 phần 37 khối lượng phân tử của ST, vậy bằng 68. 68 thì ngay tức em bấm máy tính em tìm được R bằng 1. 68 trừ cụm 67 bằng 1. Vậy chắc chắn đầu chúng ta là HCOO C3, nếu có 1C rồi còn là C2H5. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. B, bỏ. Tốt, Nguyễn Tuấn Khải comment đúng. Rất tốt, rất chính xác, rất giỏi. Rồi tiếp tục nhá. Sang câu 94. Xong câu 94 này ta chỉ còn 6 câu nữa thôi. Được chưa? Chúng ta lại sắp phải chuẩn bị tạo chào tạm biệt nhau rồi. Các em thấy rằng là cái chuỗi live stream này rất là tốt. Thế thì thấy rất là cổ vũ đấy, các em để có thể học giỏi bộ môn hóa hơn. Và thấy rất muốn giúp đỡ cho các em không bị sợ bộ môn hóa nữa, nên là cố gắng là theo dõi liên tục các video live stream của thầy. Và rất là rủ tất cả các bạn vào cùng học thầy live stream. Và nếu mà có điều kiện hơn thì các em có thể đăng ký khóa C để các em học tốt hơn. Vì thầy luôn luôn có một cái mong muốn đó là giúp đỡ cho các em, để các em học giỏi bộ môn hóa học nhá. Câu 94. Mối ST no đơn trước phân tử lượng là 88. Thầy nói thật với các em chứ bây giờ ấy, các em phải thuộc cái này này, các em mà lưu cái này về ấy, thì các em học cực kỳ khủng môn hóa. Thế chỉ nhá, C4H8O này 2 này, phân tử khối bằng 88 này, C4H6O2 này, phân tử khối bằng 86 này, C3H6O2 này, phân tử khối bằng 74 này, C2H4O2 phân tử khối bằng 60 này. Được chưa? Tiếp tục nhá. CH3, các em phải lưu lại về tường đấy, COONA phân tử khối bằng 82. Làm vậy nó nhìn thấy được luôn đúng không? Ví dụ nhé, 94 ethanol lần trước 88, vậy chắc chắn nó là C4H8O2, đỡ phải lằng nhằng nhiều, đúng chưa? Trong 17.6 người ta tìm được số mol luôn, 0.2 mol. Tác dụng với dung dịch NaOH, số mol NaOH chúng ta bằng 0.3 mol. Thu được chất rắn khan RCOONa, khối lượng bằng 23.2. Số mol này, ta chú ý này, RCOONa 0.2 mol thôi, vậy chứng tỏ NaOH còn giữ 0.1. Mà tổng khối lượng hội này bằng 23.2, vậy hoàn toàn thì tìm được R. Các em cùng bấm máy tính cùng thầy nhá. R bằng 23.2 trừ đi 0.1 nhân 40 được bao nhiêu chia 0.2, được bao nhiêu trừ đi cụm này là cụm 67, 29.
29 thì chắc chắn nó là gì? C2H5 COO COO. Rồi. Vậy chắc chắn chúng ta là C5COO loại. C5COO loại, C3COO loại. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án B, bỏ. C5COO C3. Làm rất dễ đúng không? Cực kỳ dễ luôn ấy. Dễ không tưởng luôn ấy. Đúng chưa? Đấy các em nhanh tay comment đáp án và comment Gmail lại đây nhá. Chúng ta đang xuống những câu nó hơi hơi khó khó. Hơi cứng cứng một tí xíu thôi. Được chưa? Nhưng chắc nhiều bạn đói đi ăn cơm rồi. Chúng ta tiếp tục nhá. Câu 95. Cho một mol FE A vào 50g dung dịch nào mất 10%. Đun nóng đến khi phản ứng hoàn toàn thì dung dịch thu được có khối lượng. Dung dịch ban đầu 50g. Dung dịch thu được sẽ có khối lượng là 58,6g. Vậy ta sẽ thấy M dung dịch tăng chính bằng M este và bằng 58,6 trừ 50 bằng 8,6. Suy ra phân tử khối của este bằng 8,6 chia 0,1 bằng 86. 86 thì như cái thủ thuật thầy đó nhá. Này 86 này. Chỉ có thể là C4H6O2. Suy luôn nhá. Phải giải nhanh. Vậy C4H6O2 ta loại được đáp án nó B. Tiếp tục này. Bây giờ có anh C4H6O2 0,1 mol vào NaOH. C% bằng M chất tan trên M dung dịch. Vậy M chất tan bằng C% nhân M dung dịch. Vậy M NaOH nguyên chất sẽ bằng 5 nhân 0,1 bằng 5g. Để tìm được số mol của NaOH bằng 0,125 mol. Vậy chất rắn khan ta sẽ là RCOONa. Và lưu ý có cả NaOH dư. Số mol RCOONa bằng 0,1 chính bằng số mol este. Và NaOH dư bằng 0,125 trừ 0,1 bằng 0,025. Khối lượng thì bằng trưng khô bằng 10,4. Vậy đến đây các em lại tìm được R. Câu chuyện cực kỳ đơn giản. Nó cứ quay đi quay lại như vậy thôi các em ạ. 10,4 trừ đi 0,025 nhân 40 bằng chia cho 0,1 bằng trừ đi 67 bằng 27. 27 thì ta chỉ có thể là C2H3COO. C2H3COO thì loại ngay HCO này. Loại ngay CH3COO chỉ có thể là đáp án C27. Rất là dễ. Chúng ta sang câu tiếp theo. Câu số 96. Sắp hết rồi. Sang câu 96. Gần hết rồi, đúng không? Các em vẫn lưu ý rằng là World Cup năm nay có rất nhiều cái chuyện, câu chuyện đặc dị xảy ra. Thế thì thầy cũng dự đoán là thi chung học phổ thông quốc gia năm 2019 này cũng có rất nhiều đặc dị xảy ra. Nhiều bạn mà mất học rốt hóa ở trên lớp mà sau 3 tháng hè mà bỏ World Cup, sau đó rồi lại học live stream cùng thầy, đăng ký khóa sĩ của thầy, thì vào năm học có khéo bạn ấy lại vật đổ những bạn học giỏi hóa từ trường. Nên chúng ta phải cố gắng nhé. Những bạn mất gốc theo học thầy chắc chắn là đứng top trong lớp. Vì một điều quyết tâm. Câu 96. Những bạn nào vào sau thì nhớ xem lại video về tường để chốc nữa chúng ta có thể theo dõi lại. X là một tiền lo đứng trước. Thế đã. Vậy anh này là CN H2NO2. Thì khối cho CS4 là 5,5. Thầy làm nhanh nhá. 5,5 nhân với 16 thì bằng 88. 88 thì như cái chú ý vừa nãy của thầy. 88 đây. Chỉ có thể là C4H8O2 vậy. 88 C4H8O2. Nếu đem đun 2,2g este, vậy ta tiết kiệm rất nhiều thời gian đúng không? 2,2 thì tìm được số mol nhỉ. 2,2 mà chia cho 88 0,025 mol. Tác dụng với NaOH dư thì thu được cái gì? RCO này. Mà may mắn thì vài người ta chỉ cho mở cái muối thôi. Nó và muối chúng ta có khối lượng bằng 2,05. Hoàn toàn chúng ta tìm được R cộng với cụm CONA là 67 thì bằng 2,05 chia 0,025 và bằng 82. 82 thì đoán được luôn rồi. Không đoán được ta còn tìm được R bằng 15. Vậy chắc chắn nó là CH3COO. Vậy CH5 loại, HCO loại, HCO loại chỉ có thể là CH3COO, CH2O. Đáp án B, bỏ.
Các em ơi, sắp đến bot rồi. Bây giờ chúng ta sang câu số 97. Vậy là ta chỉ còn 98, 99 và 100 nữa đến bot. Bot của tôi ngày hôm nay, bot của trường ngày hôm nay cực kỳ kinh khủng. Chỉ dành cho những bạn nào mà theo dõi thầy kinh điển nhiều nhất, học thầy chăm chỉ nhất, thay ảnh đại diện là ảnh thầy thì sẽ nhận được phần thưởng. Chú ý nhá, ảnh đại diện phải là ảnh thầy. Câu 97. Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức, thu được số mol CO2 0,2, số mol nước 0,2, vậy chắc chắn ETN nào đơn nào? CN H2N O2 4,4 gam cộng oxy, thu được CO2 0,2 cộng nước 0,2, khối lượng oxy 0,2 nhân 44, khối lượng nước 0,2 nhân 18. Mà ta biết ngay, ta phải bảo toàn khối lượng để tìm được khối lượng oxy. Từ khối lượng oxy ta sẽ tìm được số mol oxy. Các em cùng làm thầy bấm máy tính nha. 0,2 nhân 18 cộng 0,2 nhân 44 trừ 4,4 bằng, chia cho 32 bằng 0,25. Vậy số mol oxy được 0,25. Thế đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Ta có 0,2 nhân 1 cộng 0,2 nhân 2 trừ 0,25 nhân 2 được bao nhiêu, chia cho 2 bằng 0,05. Vậy hoàn toàn đã tìm được số nguyên tử carbon bằng 0,2 chia 0,05 thì bằng 4. Vậy này là C4H8O2 đã. Tiếp tục nha. Tiếp tục nha. Bạn nào chưa xem lại về tường xe đi. Bạn nào chưa đổi được avatar là ảnh thầy thì đổi đi. Đấy, và chuẩn bị tinh thần đến câu 100. 4,4 gam ở chất hữu cơ đơn chức. Rồi, ok, vậy suy được công thức rồi nhá. Cho 4,4 gam là tác dụng dịch nào á? Đến khi phản ứng hoàn toàn thì thu được muối. Muối ta sẽ có dạng là RCONA. Số mol của ETE bằng 0,05 dẫn đến số mol muối 0,05. Đề bài cho 4,8 gam. Mình hoàn toàn đã tìm được R cộng 67 bằng chia 0,05 bằng 96. Vậy nên hoàn toàn đã tìm được R bằng 29. 29 thì chỉ có thể là CH5. Vậy ETE của thầy sẽ là CH5 COO. Tổng số nguyên tử carbon bằng 4. Vậy chỉ còn là CH3 với tên gọi metin propionate. Đây chưa? Metin propionate. Đáp án đúng đáp án C. Ok. Câu 98 nào. Câu 98 nào. Vậy là ta còn một câu nữa để đến câu 100. Hai te AB là đồng phân của nhau. Chú ý cụm từ đồng phân. Được chưa? Và chú ý là hai te. Nên đi C loại ngay vòng gửi xe này. Anh này axit loại. Loại C. Chú ý lại là đồng phân nhé. Anh này là C4H8O2, anh này là C4H8O2 được. Anh này C3H6O2, anh này C3H6O2 được. Anh này C3H6O2, anh này C4H8O2, vậy anh này không phải đồng phân, loại gì? Vậy còn áp ấy. 17,6 gam hỗn hợp trên chiếm thể tích bằng thể tích của 6,4 gam oxy. Bởi vì thể tích bằng nhau, suy ra số mol bằng nhau. Suy ra số mol của ASTAB chính bằng số mol của oxy. 6,4 chia 32 bằng 0,2. Vậy suy ra phân tử khối của ST sẽ là 17,6 chia 0,2 bằng 88. Vậy chắc chắn ST ra sẽ có công thức là C4H8O2. C4H8O2 thì tổng số nguyên tử carbon bằng 4. Anh này có tổng số nguyên tử carbon bằng 3. Loại nốt A. Đáp án đúng đáp án B. Rất nhanh các em nha. 99. Vậy là sắp đến 100 rồi. Thế nhắc lại, săn bot 100 khá kinh điển. Yêu cầu thứ nhất, đội avatar đại diện. Thứ hai, trả lời nhanh nhất. Thứ ba, xe lại về tường. Thứ tư, sau khi nhận định được em là người chiến thắng, em sẽ nhanh tay ngay lập tức inbox về cho thầy. Chụp ảnh lại đến lúc mà em comment. Được chưa? Làm bằng chữ. Ok, câu 99. Hôm ích cùng 2 te. Đun nóng hỗn hợp trên bên nào bắt dư thủ được 2 muối 2 axit hữu cơ động lại kế tiếp. Được chưa? Cứ bình tĩnh. Và một ancol. Chưa có vấn đề gì cả. Một ancol. Và một ancol thì nhìn ngay toán. Anh này thủy phân không tạo thành ancol được. Loại bây giờ đây.
Nốt chém bằng gamic truy được số mol CO2 bằng số mol nước. Số mol CO2 0.2, số mol nước 0.2 thì chắc chắn no đơn hợp. CN H2N. Còn lại thế ngay tức loại được C. Không no này. Thì khối của X so hydro là 33.5. Vậy sẽ bằng là 33.5 x 2 bằng 67. Vậy tìm được N bằng 67 trừ 32 bằng chia 14 bằng 2.5. Hai muối của hai axit hữu cơ đồng đẳng kế tiếp về hơn kéo nhau một carbon. Một ancol, vậy là vẫn giữ nguyên số carbon. Vậy suy ra te hơn kém nhau một carbon. 2.5 lớn hơn 2, nhỏ hơn 3. Mà anh là C2H4O2. Mà anh là C3H6O2. C2H4 và C3H6 vậy chỉ có B thôi mà. Ta vào đúng đáp án B em. Ok. Ok, thầy chưa mở đề Uyên nhá. Bạn Uyên đã bị loại khỏi vòng gửi xe. Giờ ta sang câu số 100. Các em lưu ý, thầy vừa mở đề 100. Nhanh tay xe lại về tường. Tag các bạn vào. Đổi ảnh avatar đại diện của thầy. Sau đó trả lời nhanh nhất, chính xác nhất câu 100 sẽ được nhận giải thưởng khóa online ISRC trị giá 100.000. Nhanh tay comment nào các em. Uyên bị loại khỏi vòng gửi xe rồi em. Rất nhiều bạn comment đáp án D. Không biết D đúng không nhỉ? Rất nhiều bạn comment đáp án D. Có bạn C, có bạn A, có bạn D. Thế bây giờ mà thầy yêu cầu nhá, muốn đạt được phần thưởng ấy thì lại còn phải là ảnh avatar, là avatar đại diện thầy cơ thì mới được. Các em nhớ hôm nay có cái nó xoáy hơn đấy. Nào, thầy chữa nhá. Chữa rồi còn đi ăn cơm không chết đói mất. Tác dụng được với AgNO3 tạo kết tủa. Chú ý này, để tạo kết tủa này. Để tạo kết tủa thì khi và chỉ khi có hydro linh động cũng tạo kết tủa này. Có chó cũng tạo kết tủa này. Có HCOO rào phẩy cũng tạo kết tủa này. Đúng chưa? Một trong ba điều kiện này. Vậy CH2 HC nối 3 CH được. CH4 loại đúng không các em? CH2O HCHO có chó này, được. CH2O2 HCOOH có HCO, được. C3O4O2 mạch hở không làm đổi màu quỷ tím bẩm, vậy vứt axit đi. Vậy C3H4O2 theo thầy đang có 3 chất rồi, vậy loại A rồi. Tác dụng được với AgNO3 tạo kết tủa, bởi este đi, HCOO CH nối đối CH2 vẫn thỏa mãn nhé. HCO chất thứ tư loại B. Và khá nhiều bạn chọn đáp án C là đúng, thì thầy xin thưa với các em là đáp án C là đáp án sai. Với còn một chất nữa, CHO CH2 CHO tạp hai chức anhít mà các em không để ý. Và đáp án chúng ta phải là 1, 2, 3, 4, 5. Dễ. Ok. Rất là tốt. Và thầy thấy khá nhiều bạn comment được đúng đáp án trong ngày hôm nay. Không ngờ rằng là các em lại có thể comment được đúng đáp án như vậy. Các em nhìn thấy thầy của em live stream hết mình, các em đi dạy off về xong lại còn live stream với học sinh. Đầu tóc thì rối bù xù, bụng thì đói meo. Buổi live stream ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em vào tối Chủ nhật 20 giờ. Nhớ dặn dò các bạn để cùng chúng ta có thể cùng live stream với nhau. Nhớ các em nhớ là đặt chế độ xem trước của thầy liên tục, bởi vì thầy còn có thể live stream vào bất kỳ một lúc đó nữa. Liên tục cả tuần. Được chưa? Sao em? Sao Thành An lại không tiếp tục phục của em? Năm chất em nhá. Em có thể theo dõi lại cái lỗ chỗ mà thầy giảng. Ok chưa Thành An? Rất là cảm ơn các bạn và các em đã share các video live stream và theo dõi thầy hàng ngày. Các em nhớ rằng là hãy để thầy ở chế độ xem trước và kết bạn với thầy. Ừ đúng rồi, Thành An, số chất ở đây tính cả đồng phân nhá. Đồng phân với nhau vẫn là chất khác nhau nhá. Được chưa? Rất nhiều bạn nhầm chỗ này đấy. Sáng nay thầy mới mắng một bạn xong. Đồng phân với nhau vẫn là chất khác nhau.
Bởi vì nó tên nó khác nhau mà. Được chưa? Thì có lẽ bây giờ thì khá là đói rồi. Hẹn gặp lại các em vào các buổi livestream sau. Nhớ là chia sẻ lại những cái gì mà thầy dạy cho các em với các bạn. Được chưa? Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các em. Bye bye.